Châu xin kính chào quý cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Thì cả nhà ơi, hôm nay trên đường Châu đi làm gì á, thấy hoa đẹp nên là Châu cũng quay cho cả nhà xem một đoạn về hoa nha. Thì lúc này ở Hàn Quốc là mùa hoa đỗ quyên á cả nhà, đẹp quá trời đẹp luôn. Cả nhà ơi, Châu đã về tới nhà rồi. Thì hôm nay Châu có mua cái này, sữa chuối cho Na. Na đòi uống sữa chuối. Cái này là món ăn trưa ở chỗ quán Châu bán á. Thì Châu thường Châu nấu đồ ăn cho ông xã nấu riết rồi, cũng ông ăn chắc cũng ngán nên là lâu lâu cái Châu đổi món cho mua ở quán về cho ông xã ăn á. Thì hôm nay Châu mua cái món này là kêu bằng yukgaechang. Vì múc đầy quá nó tràn ra ngoài. Món này là thịt bò nấu với những loại rau, rau gì ta, rau này là rau dương sỉ, giá đậu nành, nấm, hành, củ cải trắng, tỏi. Rồi, ngon lắm, món này cũng ngon lắm. Cái phần này là 10.000 won tiền Hàn, nếu mà nhân 20 á, thì 200.000 tiền Việt Nam á cả nhà. Nhiều đây thì ông xã cho ăn chắc được hai lần á, tại vì nó cũng nhiều á. Ở quán bán thì nếu mà mình là khách vô ăn á thì một phần 8.000 won tiền Hàn. Còn cái này tại cho mua đi về nhà nên là bà mua thì múc cho đầy hộp luôn á thì 10.000. Rồi để đây mời lấy ra nấu trong, để trong xã nhà ông ăn là xong, tiện gọn đỡ cực mà tốn tiền. Tốn tiền thì nhà mình mua đồ ăn mình nấu ăn thì cũng tốn tiền. Rồi Châu phê với cả nhà cái này. Tên tên tên. Cái này thì Châu ấy hồi hôm sắc hồi hôm cả nhà. Cái này kêu là su hào của cải đỏ. Mà lúc trước Châu có quay video thì có cô chị em đều cũng góp ý với Châu là su hào á, trộn gỏi á, chua cay mặn ngọt ăn cũng ngon nên là Châu làm thử. Mà hồi sáng lu bu cái Châu không có trộn kịp, Châu làm hồi hôm lận, hồi hôm cũng có lu bu không có trộn kịp nên là Châu để quên ở ngoài luôn cả nhà. Rồi tới sáng Châu thức dậy Châu không thấy nó không sao hết trơn, nên là bây giờ Châu trộn thử nha. Lần đầu tiên quên mở thiếu rau thơm bỏ vô á, để Châu trộn xong rồi Châu đi ra ngoài Châu hái rau thơm vô đang cắt bỏ vô á. Sẵn Châu sẽ phe cái vườn rau thơm của Châu cho cả nhà xem luôn. Bữa nay nó tốt lắm, tốt luôn cả nhà ơi. Châu trộn cho bỏ vô đây một ít muối, đường, chanh, nước mắm, trái ớt, tỏi. Người ta cắt Châu sắt xong rồi Châu mới lên kênh YouTube cả nhà Châu học. Thì Châu thấy người ta sắt rất là mỏng, rất là nhuyễn luôn. Châu không biết á, Châu cắt dày á, lỡ rồi. Công nhận củ su hào này nó ngọt dễ sợ luôn á. Châu mua một củ Châu nấu canh nửa củ, còn nửa củ Châu trộn gỏi. Châu lách lấy cái khúc mà non á Châu trộn, còn cái khúc đầu á thì Châu nấu canh, cái khúc hơi cứng á. Nghe cái mùi thơm á, mùi thơm nước mắm, tỏi, ớt. Rồi giờ Châu sẽ đi hái rau. Rồi Châu ra tới cái vườn rau của Châu rồi cả nhà ơi. Rồi mấy cọng cải ngọt nó ra bông luôn rồi.
bạc hà, cây dâu tây có mấy na. Rồi đây nè, cái này là mấy hết sảy nè cả nhà ơi, ngò nghí, rau thơm, rau húng lủi á. À, mê chưa cả nhà ơi. Rồi để cho lại cho cắt rau. Cắt mấy cọng rau cải ngọt này luôn đi. Nó già rồi. Ở Hàn Quốc á, cả nhà, một năm thì chỉ có vài tháng trời ấm á, để mình được trồng rau, trồng này trồng kia. Chứ mùa đông thì nó chết rồi. Cái cây Châu đang cắt cái này chắc gọi là cây rau thơm á cả nhà, chứ không phải là húng lủi. Thì ở Hàn Quốc á, Châu thích nhất là cái mùa này để Châu được trồng rau. Mùa này á, thì trời ấm lên á, cây rau đồ á, mình trồng thì nó sẽ mọc tốt lắm. Cái này là ngò gí á, Châu gieo nó hơi dày á cả nhà, nên là nó cũng không được mập lắm. Mai mốt cái Châu rút kinh nghiệm gieo thưa gan chút. Thì cái niềm vui của Châu là vào mùa này thì được trồng trọt, rồi trồng có cái mình ăn, rồi sáng mỗi sáng mỗi chiều mình tưới nước cho nó, mình nhìn nó lớn cũng thấy rất là vui luôn. Thì cái này á, do là nhà Châu ở cũng gần dưới đất á cả nhà, nên là Châu lấy những cái thùng mút nè, cái Châu vô đất rồi cái Châu trồng. Quá trời luôn cả nhà ơi, nó tốt nhưng mà nó hơi ốm. Rau muống nè, Châu gieo hột rau muống nó lên rồi nè. Thích quá. Giờ là tới mùa của Châu rồi đó. Rồi giờ đi vô. Nhiều rau đây là được nồi canh rồi đó cả nhà. Cải ngọt. Cả nhà ơi, hôm nay là ngày hôm sau nữa, buổi chiều của ngày hôm sau. Thì hôm qua Châu không có làm cái món gỏi, hôm nay Châu mới làm nè. Giờ Châu chiên cho bé Na ba con tôm, tôm chiên bột á. Cả nhà ơi, thì bây giờ Châu sẽ trộn cái món gỏi su hào. Châu có luộc được 5 con tép nè, giờ Châu sẽ trộn chung vô đây. Châu có luộc thêm một ít bún nữa để Châu cuốn bánh tráng ăn. Có rau Việt Nam, mùa này rau Việt Nam á, nên là thấy cái là muốn ăn đồ Việt Nam. Mà cái món gỏi này á, là cũng lần đầu Châu làm luôn. Làm thì hôm nay á, có gì làm đó, nên là cũng thiếu cả nè nha, thiếu đậu phộng nên là không có được, chưa được hoàn thành lắm. Với lại sắt cái củ cua su hào á, hơi to nữa. Đợt sau để Châu ăn, rồi cái đợt sau Châu rút kinh nghiệm lại. Cái gỏi này Châu đã có ướp rồi, nhưng mà hôm nay ngứa thêm một ít nước mắm nè, thơm quá cả nhà ơi. Cuốn với bánh tráng với bún ăn chắc cũng tạm. Miễn sao có rau Việt Nam là nó ngon à. Con cơm đây Na. Châu làm cơm cho bé Na xong rồi mà kêu nó ăn, nó không ăn. Ăn đi con. Bữa nay mẹ ăn đồ Việt Nam cay, con không ăn được, con ăn cái đó đi. Châu làm cơm cho bé Na xong rồi, cái đọt tu rúc, đọt gai á, chiên với lại ba con tôm chiên bột canh. Rồi
Ăn đi con, cơm đi con. Ăn thử cũng thấy ngon ngon cả nhà ơi. Chua chua, mặn mặn, cay cay, ngọt ngọt. Thơm mùi rau Việt Nam nữa. Thấy vậy chứ cũng hấp dẫn quá chứ bộ à. Cả nhà ơi, cái bàn của Châu đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay ăn đơn giản nhưng mà nhìn cũng hoành tráng quá nè. Thì bây giờ Châu sẽ cuốn. Rồi Châu xin mời cả nhà cùng ăn với Châu. Hôm nay Châu ăn bánh tráng nhúng cả nhà ơi. Bánh tráng này ở ngoài Hàn Quốc họ làm. Bánh tráng này thì ăn hơi dai. Bỏ rau vô nè. Hồi ơi, Hana nó bóc bún ra. Cái chén nãy của con đang bỏ vô đó đi. Mẹ nói ăn không có được mà con cãi mẹ rồi giờ con la. Cái bánh tráng này nó khó hơn là bánh tráng mỏng cả nhà ơi. Nó cũng dai hơn nữa. Cái đó nó cay đó nha con nè. Xeo mẹ chiên cho con nè, con không ăn. Cái đó nó cay đó. Xin kính chào cả nhà. Xin mời cả nhà cùng ăn với Châu nha. Cuốn xong rồi. Nè cái này con không muốn ăn bột thì con gỡ bột ra trong đây nè. Mẹ chiên cho con rồi con không ăn. Con cái này nó cay mà. Ngon cả nhà ơi, ngon quá à. Thành công, thành công. Ngon cả nhà ơi, thấy vậy mà nó ngon. Cái mùi rau ngào ngào ghí á, thơm dễ sợ luôn. Một quả trà một quả trà. Cái này cay lắm bạn không được. Con muốn cuốn mà mẹ cuốn cho con bún với cái này đồ xào của con ha. Giờ mẹ ăn chút nào. Thôi xin chào bà cô chú và mẹ. Lần sau á Châu sắc chua hào cho nó mỏng hơn á. Lần này sắc hơi to. Cay quá. Bye. Con ăn đi, hồi mẹ cuốn ở đây nè.
có đậu phộng nữa là đúng sách. Tôm chiên bột cho na nó gỡ bột ra hết rồi. Con ăn rau này không? Cay quá, cay quá, cay nhưng mà ngon, cay mới ngon. Cái bánh tráng này dai quá, mẹ sợ con ăn không được á, nó dai nhất à, con ăn không vậy thấy còn ngon hơn á. Ngon quá, vậy mà thấy vậy mà ngon cả nhà ơi.